Sau đây tôi sẽ giới thiệu với cả lớp về cái van từ cầm chừng nhanh. Như ở phần trước tôi đã nói với cả lớp là một số xe, các loại xe từ 2016 trở lại đây thì nó không sử dụng cái van điều khiển khí cầm chừng IACP nữa, mà nó sử dụng van từ cầm chừng nhanh. Van từ cầm chừng nhanh này thì nó chỉ hoạt động khi khởi động động cơ thôi. Nó không như anh chàng IACP. IACP thì làm việc suốt cả một quá trình. Nhưng van từ cầm chừng nhanh chỉ sử dụng khi thì chỉ hoạt động khi khởi động động cơ. Ở đây thì khi mà van từ cầm chừng nhanh nó có sự cố thì đèn báo lỗi nó không báo gì cả. Thì đúng nhỉ? Và nó chỉ có hiện tượng là gì ạ? Xe nó khó nổ, xe chạy không bốc, hoặc là bị rồ ga, hoặc là hay bị chết máy, hoặc là để lỗ gang ti không ổn định, hoặc là không để lỗ gang ti. Chính vì vậy những trường hợp này, khi ta gặp những trường hợp này thì chúng ta phải kiểm tra tới van từ cầm chừng nhanh. Ở đây nhà sản xuất thì người ta thiết kế cái van cầm chừng nhanh, nó đi kèm theo một cái bộ phận nữa, đó là vít gió. Vít gió này thì nó luôn được đứng trước van từ cầm chừng nhanh. Với những loại xe sử dụng IACP thì không có vít điều chỉnh gió. Đó. Vít điều chỉnh gió này nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Ngoài cái việc là cung cấp khí vào buồng đốt thì cái công việc thứ hai nữa của nó đó là gì? Nếu chúng ta điều chỉnh không đúng thì nó không đảm bảo được tốc độ của động cơ. Và không đảm bảo được tốc độ của động cơ thì cái hệ thống dừng cầm chừng của mình cũng không hoạt động. Cái hệ thống idling stop đấy, nó sẽ cũng không hoạt động. Đấy. Chính vì vậy khi ta chỉnh con vít gió này theo kinh nghiệm thì thông thường đấy, chúng ta vặn chặt vào rồi lới ra 2 vòng hoặc là 2,5 vòng. Làm sao để đủ được cái tốc độ động cơ nó đạt 1700 cộng trừ 100 vòng trên phút. Như vậy cái chế độ dừng cầm chừng idling stop mới hoạt động được. Thế vì chúng ta là không có máy chuẩn đoán đọc lỗi. Nếu chúng ta có máy chuẩn đoán đọc lỗi thì chúng ta có thể là điều chỉnh để chúng ta lấy cái thông số kỹ thuật là chuẩn. Chính vì vậy nếu chúng ta không có máy đọc lỗi thì chúng ta cần phải chỉnh con vít gió này từ 2 đến 2,5 vòng để khi nào nó đạt được cái tốc độ động cơ như vậy là được. Và cái này thì sau này chúng ta cũng phải tập chỉnh. Theo kinh nghiệm thì chúng ta cứ chỉnh vặn chặt vào lưới ta 2 vòng, sau đó chúng ta cứ gì ạ, điều chỉnh lưới ra dần 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 vòng nữa để đạt đến mức 2,5 vòng. Ở mức độ nào mà chế độ dừng cầm chừng idling stop nó hoạt động được, có nghĩa là như vậy chúng ta đã điều chỉnh được con vít gió này đúng vị trí chuẩn của nó. Còn lại khi van từ cầm chừng nhanh nó có vấn đề như phần trước đã nói, nó gồm có các hiện tượng gây cho xe như vậy thì chúng ta phải lần lượt kiểm tra các bước. Thứ nhất là chúng ta phải rút rắc cắm van từ cầm chừng nhanh này ra. Đấy. Sau đó chúng ta việc đầu tiên phải đo điện áp nguồn vào van từ. Ở đây dây tín hiệu tới van từ thì do ECM nó cung cấp. Dây nguồn thì nó sử dụng nguồn điện dương ắc quy 6 khóa. Đúng không? Đấy. Vì cái bộ phận này ECM nó cấp tín hiệu đây và chỉ sử dụng khi khởi động động cơ thôi, cho nên là nó rất nhanh khi ta nhấn nút đề thằng này hoạt động. Để lổ máy cái thì ECM sẽ cắt nguồn tín hiệu tới đây ngay và anh này không hoạt động nữa. Thế còn nguyên lý hoạt động của nó ra sao thì
tí ta tháo cái thằng van cầm chừng này nhanh người ta, ta sẽ nắm được. Đấy, trước hết ta sẽ kiểm tra nguồn đã, nguồn vào đã, đồng hồ đây. Ta đo kiểm tra nguồn điện riêng ắc quy sau khóa. Bật khóa on. Rồi, điện áp 12V, đúng không? Đấy. Sau đó ta kiểm tra dây tín hiệu, ta đo thông mạch dây tín hiệu. Ở trên đây ta nhìn trực tiếp đây là dây cam đen, đúng không? Đo thông mạch từ van từ tới ECM, thông mạch là tốt. Và không chậm mạch ra mát là tốt. Sau đó ta mới tháo anh chàng van từ cầm chừng nhanh ra để ta kiểm tra. Đây, đây là van từ cầm chừng nhanh, đúng không? Đây, trong đây là một cuộn dây sinh từ. Khi có nguồn điện 12V chạy qua, nó sẽ sinh ra cảm ứng từ. Và đây là một cái màng cao su và một cái kim đóng mở đường khí. Đấy. Bình thường lò xo luôn đẩy màng cao su và đường khí này vào để đóng đường khí bên trong hỏng ga. Đấy. Khi ta nhấn nút đề, ECM nó sẽ cấp dây tín hiệu tới van cầm chừng nhanh. Van cầm chừng nhanh hoạt động, nó sẽ hít anh chàng màng cao su lại, kéo anh màng cao su lại kéo ra. Được không nhỉ? Để mở đường khí ra. Đấy. Mở đường khí ra có nghĩa là lúc này khí vào buồng đốt nhiều thì có nghĩa là ECM nó sẽ làm sao? Phun xăng nhiều vào. Đúng không? Làm cho thì xăng vào buồng đốt sẽ làm sao? Đặc, đặc hơn. Thì đúng chưa? Đấy. Và đây chúng ta thử xem nó hoạt động. Đây bình thường này, nó khi nó sẽ hoạt động thế nào. Đây. Tắt khóa. Ta cắm rắc cắm vào. Đấy. Ta bật khóa on và nút đề. Bật khóa đấy. Chúng ta thấy chưa? Nguyên lý hoạt động của nó là như vậy. Nào, nhấn đề một lần nữa để kiểm tra. Rồi. Đấy. Nó chỉ hoạt động đó khi đấy là gì, khởi động động cơ. Chúng ta nhớ chỗ này là như vậy. Và đây, ví dụ tôi nó đang hỏng đây, chúng ta lổ máy, nó đang hỏng, tôi không lắp thằng van cầm chừng nhanh vào, chúng ta lổ máy lên ga. Rồi, lên ga thử. Đấy, nó sẽ làm sao? Chết máy ngay lập tức. Đúng không? Không để của găng ti được. Và đấy chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Đuôi bô nó sặc mùi xăng sống ngay. Đúng không? Đấy. Thế đấy là cái cách kiểm tra van từ cầm chừng nhanh hoạt động. Trường hợp sau này anh ấy hỏng thì chúng ta thay mới. Trường hợp mà ECM nó không cung cấp dây tín hiệu, có nghĩa là dây mát cam đen này tới đây, thì chúng ta có thể nắm được cái nguyên lý này và ta thay đổi nó. Đấy. Nó chết cái mạch điều khiển dây mát tới van từ cầm chừng nhanh. Thì chúng ta có thể làm như sau. Việc đầu tiên chúng ta cắt bỏ dây đen trắng này đi. Cắt bỏ dây đen trắng. Đấy. Và chúng ta lấy dây đen trắng này, chúng ta lối luôn trực tiếp ra dây mát. Còn lại dây cam đen chúng ta tìm ở vị trí ECM này và lối vào dây nguồn sau công tắc đề. Có hiểu chỗ này không? Nguồn dây sau công tắc đề ở dây ở xe này là dây màu gì? Hôm nọ canh học rồi, canh đo rồi. Đã. Sau công tắc đề vàng sọc xanh lá cây. Thì đúng chưa? Đấy, chúng ta sẽ lối vào dây vàng sọc xanh lá cây là xong. Tưởng tượng chưa? Đấy. Hoặc chúng ta có các cách thử đây. Ví dụ đây. Đấy. Ví dụ ta thử, nếu ví dụ chúng ta không có đồng hồ đo, chúng ta có thể thử van cầm chừng nhanh bằng cách đo nguồn vào van cầm chừng nhanh, rồi lối trực tiếp anh chàng dây cam đen này ra mát để kiểm tra. Đây, ví dụ đây. Đúng không? Đây, chúng ta kiểm tra đây. Như vậy là
van từ cầm chừng nhanh của tôi đã làm sao hoạt động tốt. Đó, sau khi kiểm tra xong rồi thì chúng ta tiến hành chúng ta lắp vào thôi. Đó, sau khi lắp vào thì chúng ta phải tiến hành bước tiếp theo, đó là điều khiển điều chỉnh lại thì vít gió như phần trước đã nói, đúng không? Đấy, đó là phần kiểm tra và sửa chữa van từ cầm chừng nhanh trên các loại xe.